Mọi nỗ lực của các bậc cha mẹ ngày hôm nay chính là để đầu tư cho tương lai con em mình, để các em tự lập và thành công trong mai sau. Đầu tư tương lai chắc chắn và lâu dài nhất luôn luôn là đầu tư vào giáo dục. Bằng việc chọn cho con em mình một môi trường giáo dục tốt nhất, có cơ sở vật chất và trang thiết bị hàng đầu, chương trình học và bằng cấp có giá trị toàn cầu được hầu hết trường đại học danh tiếng nhất thế giới công nhận, chính là cách chuẩn bị để con em chúng ta vươn lên hội nhập và thành công cùng quốc tế. Nhưng là người Việt Nam, chúng ta mong muốn con em mình không quên nguồn cội, giữ gìn bản sắc dân tộc để nền tảng Việt Nam luôn nâng đỡ bước chân thành công của các em. Chúng tôi hiểu mong muốn đó và chúng tôi vui mừng với sứ mệnh được làm nhịp cầu đưa các em đến với quốc tế và vươn lên thành công cùng quốc tế trên nền tảng Việt Nam bền vững. Nhịp cầu BVIS. Là nhịp cầu thế giới, BVIS thiết kế một tiêu chuẩn học thuật theo chương trình của Bộ Giáo dục Anh, vốn luôn được đánh giá cao trên toàn thế giới. Với mô hình giáo dục mẫu mực, học sinh BVIS được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho các kỳ thi trung học quốc tế IGCSE và tú tài Anh Đại học Cambridge, được tất cả đại học danh tiếng trên thế giới công nhận xét tuyển đầu vào. Đạt chuẩn giáo dục quốc tế, hệ thống chương trình học BVIS là sự kết hợp tinh hoa giáo dục Anh và Việt Nam từ cấp mẫu giáo cho đến tốt nghiệp phổ thông, đảm bảo tiêu chuẩn học thuật cao là mục tiêu và là trách nhiệm của đội ngũ giáo viên giỏi, có trình độ và năng lực được đích thân tuyển chọn ngay tại Anh Quốc và Việt Nam, đáp ứng mọi chuẩn mực về giáo dục cho học sinh. Môi trường học tập với cơ sở vật chất hoàn toàn hiện đại, được thiết kế xây dựng theo một mô hình giáo dục đồng bộ duy nhất tại Việt Nam, với các trang thiết bị học tập chất lượng cực cao được nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc. Môi trường phát triển thể chất và sáng tạo hoàn hảo, phục vụ mọi nhu cầu học tập với thư viện, các phòng chức năng, hội trường lớn, bảng điện tử thông minh và vui chơi như nhà hát, phòng chiếu phim, hồ bơi, nhà thi đấu thể thao, sân cỏ. Không gian chức năng đầy đủ tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu để con em chúng ta vừa học tập thành người có trí tuệ, vừa rèn luyện trở thành người có sức khỏe và năng lực hoạt động. Trung thành với sứ mệnh. Trung thành với sứ mệnh là nhịp cầu đưa các em học sinh đến với thế giới trên nền tảng Việt Nam bền vững. BVIS đã thiết kế một mô hình giáo dục kiểu mẫu duy nhất tại Việt Nam với chương trình dạy kết hợp cả môn bằng tiếng Anh như toán, khoa học, tự nhiên và môn bằng tiếng Việt như tiếng Việt, lịch sử, địa lý. Các em học sinh học và phải hoàn thành bài thi các môn bằng cả hai ngôn ngữ Anh và Việt, giúp học sinh sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt. Học sinh BVIS là những học sinh quốc tế hiểu cội nguồn và tự hào về nền tảng văn hóa Việt Nam. Cơ sở vật chất của trường BVIS rất là đa dạng, tân tiến và hiện đại. Đó cũng là những điều kiện mà đưa đến kết quả học tốt cho con chúng tôi. Tôi rất là hài lòng. Tôi rất hài lòng khi chọn trường BVIS cho con mình. Chương trình học và phương pháp giảng dạy của nhà trường rất tốt, giúp cho cháu phát triển rất toàn diện và đặc biệt là tạo điều kiện phát huy tính tự lập, tự tin và khả năng sáng tạo của cháu rất nhiều. Tôi là người luôn đặt nặng truyền thống văn hóa Việt Nam lên hàng đầu bởi vì tôi là người Việt Nam. Gia đình tôi đã chọn trường quốc tế BVIS vì ở nơi đó các con tôi được giáo dục và đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều đặc biệt hơn nữa là ở trường quốc tế nhưng con tôi vẫn luôn hiểu được về văn hóa và cội nguồn của Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì BVIS là nhịp cầu hoàn hảo đưa học sinh đến với thế giới và thành công cùng thế giới. Chúng tôi tự hào hơn khi càng bước xa trên con đường sự nghiệp, các em lại càng ghi nhớ cội nguồn dân tộc. Tương lai thành công của các em được xây dựng trên bản sắc và nền tảng Việt Nam bền vững. Hãy đến và cùng BVIS tạo sự khác biệt, nhịp cầu thế giới, nền tảng Việt Nam.